trong sáng tạo. Điều này chúng ta nhất định phải rõ ràng. Lúc nào tiến bộ tiến bước được, trần sát phiền não đoạn trụ, phá nhất phẩm vô minh, mình từng kiến tận. Vậy mới cùng với Như Lai đọc sáng tạo. Nhưng vẫn không thể được tính cho là được. Được tính cho là được. 41 điều gì này? Vì vậy phải hút thời gian tu học chút dần. Vì sao vậy? Quý vị sẽ bị đứt trễ. Nếu như quý vị đã mới bắn tinh tinh, mỗi một thứ lớn đều không chỉ. Tu hành giỏi tinh tấn